xin được chào mừng toàn thể anh chị em đã quay trở lại với chuyên mục nhận định soi kèo và dự đoán kết quả tỷ số của những trận cầu tâm điểm trong thế giới túc cầu mỗi ngày trên kênh kèo bóng tôn tử và sau những cái thành quả mà chúng ta có được ở ba cái trận đấu được diễn ra vào đêm ngày hôm qua thì chắc những anh em trong nhóm giờ này đang ăn tối vui vẻ hạnh phúc bên gia đình thân yêu của mình rồi hôm nay thì tôn cũng đã ra một cái video nhận định và dự đoán kết quả của trận cầu siêu kinh điển giữa Real Madrid và đại kình địch Barca. Trận đấu được diễn ra vào lúc 3 giờ đêm nay. Nếu ai chưa xem thì có thể vào kênh chính để tham khảo anh em nhé. Và để tiếp tục mang đến sự tươi mới cho toàn thể quý anh chị em trong buổi tối ngày hôm nay thì Tôn sẽ tiếp tục đưa ra một cái video nhận định sớm của cái cặp đấu đáng chú ý nhất của ngày mai. Cặp đấu sớm nhất của vòng 26 giải Ngoại hạng anh, anh được diễn ra vào lúc 19 giờ 30 phút tối ngày mai, ngày mùng 4 tháng 2 năm 2023. Ờ ông lớn Man City sẽ có cuộc đón tiếp gã nhà giàu Liverpool ngay ngày trên sân vận động Etihad của mình. Như anh em cũng đã biết được là Manchester City đã từng bị chính đối thủ ở này cầm hòa ở cái lượt đi khi mà làm khách trên sân vận động James Park với cái tỷ số là 3 đều. Nên chắc chắn họ sẽ không muốn cái điều này lặp lại ở lượt về ngay trên sân nhà của mình. Và đặc biệt hơn là trong cái bối cảnh họ đang chạy đua với Arsenal cho cái mục tiêu vô địch Premier League năm nay. À, nhìn chung thì phong độ thi đấu gần đây của nhà đương kim vô địch là không quá tệ hại. Khi mà 6 trận gần nhất họ cũng đã bất bại trên mọi đấu trường. Họ cũng đã à, à, có được 4 cái chiến thắng và hai trận hòa. Và một trong số 4 chiến thắng đó là họ cũng đã từng đánh bại đại kinh địch Arsenal với tỷ số 3-1 ngay trên sân khách Emirates. Hiện tại thì đội chủ sân ATH đang sở hữu một cái thành tích sân nhà rất là tốt với 10 chiến thắng, một trận hòa và mới nhận có một thất bại mà thôi. Và lúc này thì Man City họ đang tạm thời xếp ở cái vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng với 55 điểm sau 25 vòng đã đấu. Họ cũng đang kém đội xếp bên trên là Arsenal tới 5 điểm. Và mục tiêu đánh bại Newcastle đã được huấn luyện viên Pep Guardiola vạch ra cho các học trò của mình rồi. À, trong khi đó thì phía đối diện là Lukaku thì đang phải à, trải qua một cái khoảng thời gian tệ hại nhất kể từ đầu mùa giải cho tới nay. À, cả năm cái trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường, họ cũng đã không có được một lần có được niềm vui chiến thắng. Khi mà cũng đã để hòa 3 và thua đến 2. Hơn nữa thì lỗi buồn mới đây là cái trận thua tâm phục khẩu phục 0-2 trước Manchester United ở cái trận chung kết Carabao Cup trên sân uh, trung lập ở Wembley. Và nếu tính riêng tại Premier League thì Chiếc cũng đã không thắng ở 4 vòng đấu gần đây. Ở à, cái lượt trận gần nhất họ cũng đã để thua 0-2 trước Liverpool ngay trên sân nhà của mình. À, như vậy là hiện tại Newcastle chỉ còn cái mục tiêu duy nhất ở Premier League mà khi ở à, Cúp FA họ cũng đã bị loại rồi anh em nhé. Lúc này thì họ cũng đang bị tụt xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng và đang kém đội xếp trên là Tottenham đến 4 điểm. Nhưng họ vẫn à, lợi thế hơn khi à, Chiếc đang thi đấu ít hơn Tottenham đến tận hai vòng đấu anh em nhé. À, tuy nhiên thì uh, xét về cái công tác chuẩn bị tốt nhất ở trận đấu này thì Manchester City họ có phần bất lợi hơn khi mà họ vừa mới thi đấu tại Cúp FA cách đây 3 ngày. Trong khi đó thì uh, liverpool họ có tới 5 ngày để chuẩn bị cho cái chuyến làm khách này. Tuy nhiên thì uh, đó là cái vấn đề không quá lớn với đội hình uh, đang có cái chiều sâu lực lượng của huấn luyện viên Pep Guardiola. Là... Uh, hơn nữa thì ở cái trận đấu thuộc Cúp FA vừa qua, Họ cũng đã không phải mất quá nhiều sức khi đã vùi dập đội bóng cửa dưới là Victor City với cái cách biệt là 3-0. Vì vậy mà trước một cái đội Newcastle đang xa suốt phong độ, thì nhà đương kim vô địch hoàn toàn có thể giành một cái chiến thắng thuyết phục để dành tặng cho cổ động viên trên sân ATH, anh em nhé. À, xét về cái mức kèo chấp lúc này mà nhà cái đưa ra là Man City đang chấp 1-1 uh, uh, phần tư, thì đang cho thấy giới mộ điệu họ đang đánh giá rất cao cho đội chủ nhà. Xét về nhiều góc cạnh thì Man City họ hoàn toàn xứng đáng với cái mức kèo trên. Vì ngoài cái lợi thế sân nhà thì Man City còn đang có được một cái phong độ thi đấu rất tốt so với đội khách Newcastle. Nếu như đội chủ sân ATH đã bất bại 6 trận gần đây và cũng đã thắng kèo 4 ở 6 trận gần đây thì bên phía đối diện Newcastle họ lại để thua kèo cả 5 trận gần nhất trong đó thì hai trận thua với cùng tỷ số là 0-2 trước Liverpool và Manchester United. Với cái sự khác biệt đó thì rõ ràng niềm tin mà giới đầu tư dành cho đoàn quân huấn luyện viên Pep Guardiola là hoàn toàn có cơ sở. Nhưng với cái sự chuẩn bị tốt hơn cho trận đấu này và cái trận đấu đang trên cái đà lướt rút. Hơn nữa thì cái tuyến phòng thủ của Lukaku cũng đang thi đấu khá tốt. Nên chiến thắng cách biệt hai bàn là rất khó cho đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola. Chúng tôi thì cũng đang nghiêng nhiều về một chiến thắng cách biệt một bàn cho Man City. Với cái mức kèo chấp bóng hiện tại thì anh em có thể uh, lựa chọn là cửa dưới, Lukaku được chấp 1.25 trước cái giờ bóng lăn là khá ok. Còn ai mà chơi trong nhóm hoặc là đang có cái trang chơi riêng cho mình thì anh em lên chờ khi vào trận 15 đến 20 phút khi mà không có bàn thắng thì kèo sẽ được hạ xuống ờ còn chấp dưới 1 thì anh em có thể vào được cái cửa Man City sẽ là một cái cửa đi sáng nhất cho anh em có thể lựa chọn anh em nhé Còn về phần tài xỉu thì cũng vậy thôi. Chúng tôi cũng đang nghiêng nhiều về một cái trận đấu sẽ khép lại với tỷ số 2-1 cho Man City. Vì vậy mà cái mức tài 2.75 cũng là một cái cửa đi khá an toàn. Nhưng để chắc hơn thì anh em à lên chờ sau khoảng thời gian 15 đến 20 phút, kèo hạ xuống còn 2.25 hoặc là 2.5 mà cái mức tiền ăn đủ thì chúng ta hãy vào để nhận về cái điểm ăn trọn vẹn cho mình anh em nhé và để có được những cái mã kèo chất lượng trước thềm trận đấu thì anh em cũng nên cần có được cái đội hình ra sân chính thức của hai đội bóng cũng như là khi đã cập nhật được cái tỷ lệ ổn định và cái sự chênh lệch điểm số trên sàn giao dịch nhà cái thì lúc đó anh em hãy lựa chọn kèo chơi cho mình một lần nữa thì tôn cũng khuyên tất cả anh chị em không nên tin vào bất kỳ một cái thằng nào nó đang mua bán kèo hoặc là cho kèo sớm trước khi có đội hình ra sân. Nếu như chúng nó mà biết được thì chẳng tội gì mà chúng nó lại lên làm lộ thông tin cho anh em nhé. Như vậy nếu mà nó biết trước được thì nó sẽ dành cái mã kèo này cho anh em nhà chúng nó chơi rồi chứ nó lên chia sẻ cho anh em làm cái gì? Và anh em hãy lên tỉnh táo mà chọn mặt gửi vàng anh em nhé. Có thể như anh em không tin lời tôi nói nhưng trong cái xuyên suốt cái khoảng thời gian từ world cup đến nay chúng tôi cũng chưa bao giờ để cho anh em phải thất vọng. À, anh em nào không tin thì có thể liên hệ với tôn vào zalo 0924858993 hoặc telegram a còng kèo bóng tôn tử để có thể vào nhóm kiểm chứng và khi vào nhóm mọi người cũng có thể hỏi bất kỳ ai hoặc là xem lại cái lịch sử cuộc chơi gần nhất là anh em sẽ biết được trong nhóm của chúng tôi nó chất lượng như thế nào anh em nhé à, và những cái điều mà cần chia sẻ thì tôn cũng đã nói hết với anh em rồi à, thông tin cần thiết của trận đấu tôn cũng đã trình bày trong video. Còn bây giờ thì Tôn cũng xin phép được kết thúc video ở đây. Thay mặt anh em trong ekip xin cảm ơn mọi người cũng đã dành cái thời gian lắng nghe và theo dõi hết cái video của mình. Chúc cho anh em luôn có được một cái cuộc sống hạnh phúc bên gia đình và sẽ đại thắng trong những cái trận cầu mà anh em quan tâm nhé. Trước khi anh em rời khỏi video này thì anh em cũng đừng tiếc gì một cái lần ấn like để góp phần ủng hộ cho Tôn cũng như đội ngũ của chúng tôi. Và anh em cũng đừng quên ấn đăng ký kênh và nhấp chuông thông báo để có thể nhận được những cái mã kèo chất lượng trong những cái trận đấu mà chúng tôi sẽ lên video gần đây anh em nhé. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã quan tâm đến kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những lần video tiếp theo.